Chào các bạn, tôi là Trần Đức Thuận. Chào mừng các bạn quay trở lại chuyên mục nhận diện và phòng ngừa. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái loại tội phạm được thực hiện qua thiết bị công nghệ cao, tiếp tục là như vậy. Thì là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhắn tin trúng thưởng, thông báo trúng thưởng. Thưa các bạn, người bị hại của loại tội phạm này sẽ là bất kỳ ai. Họ có thể là người công nhân, họ có thể là học sinh sinh viên, họ có thể là người già, họ có thể là người nội trợ, họ có thể là bất kỳ ai mà chưa có điều kiện tiếp cận với cái hiểu biết về cái loại tội phạm này, và họ là những người chưa được đầy đủ sung túc. Bởi vì người giàu, người đầy đủ sung túc ấy, thì họ sẽ không, đại đa số họ sẽ không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Vì vậy rõ ràng với các đối tượng mà tôi mới vừa nói vừa rồi á, rõ ràng họ là một lực lượng rất đông, rất rất đông của đất nước chúng ta. Vì vậy đây là một chuyên mục rất có ý nghĩa. Nếu các bạn xem xong, hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn bè của mình mà chia sẻ clip này để họ có thể cảnh giác, để không trở thành nạn nhân tiếp theo. Đó. Rồi đối tượng lừa đảo của loại tội phạm này thật đáng buồn. Đó là người Việt các bạn ạ. Đối tượng chủ mưu cầm đầu đó là người Việt. Đó, đó là một nhóm thanh niên ham chơi bời, lười lao động, tập trung nhiều ở khu vực miền Trung, từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị kéo về Bắc Trung Bộ. Còn phương thức lừa của tụi nó sẽ được thực hiện như thế nào? Các bạn ạ, tự nhiên một ngày nào đó, cái điện thoại của bạn á, hoặc là trên Facebook của bạn hoặc trên Zalo của bạn nhận được một tin nhắn với nội dung là thông báo bạn đã trúng thưởng một chiếc SH và 150 triệu hoặc 70 triệu hoặc là một giá trị vật chất nào đó. Đó, để làm thủ tục nhận thì các bạn click vào cái đường link này hoặc là làm hồ sơ theo cái form này. Bạn nghĩ nếu với trường hợp là bạn là trúng thưởng vì cái chương trình tri ân của một cái nhãn hiệu nào đó, ví dụ như ngân hàng Agribank, ngân hàng Vietcombank thông báo tri ân bạn là khách hàng, bạn là được lựa chọn ngẫu nhiên mà trúng thưởng, được cho thưởng, hoặc là của hãng Samsung, của hãng Apple gì đó. Đó, các bạn nghĩ như thế nào? Nếu các bạn là một người công nhân, một học sinh sinh viên, đối với cái loại tài sản, cái phần thưởng đó, nó là cả một gia tài, đúng không? Không, gia tài. Các bạn nghĩ sao? Vui chứ, vui mừng chứ. Vì vậy á, nó cứ dùng thủ thuật để thả câu như thế này nè. Người nào mà vì lòng tham, vì sự thiếu hiểu biết và vì lòng tham á, sẽ chắc chắn rơi vào bẫy của tụi nó. Và các bạn biết không, nó gọi những người nạn nhân đó là gà. Tụi nó nói với chuyện với nhau á, tụi nó nói là ồ, mới câu được một con gà, mới dụ được một con gà, thật đau lòng các bạn. Rồi khi các bạn, nếu người bị hại họ làm thủ tục khai vô cái đường link đó, rồi khai vô cái thông tin đó, thì khai thông tin địa chỉ, số điện thoại rồi đó. Rồi thì cái đó là cái hồ sơ chuẩn bị sẵn của tụi nó mà. Tụi nó thấy được số điện thoại của bạn, của người bị hại, nó sẽ điện thoại vô, nó thông báo nó là tên gì, nhân viên của cái hãng tri ân đó là được giao nhiệm vụ là hoàn tất thủ tục trúng thưởng, giao thưởng cho các bạn. Nhưng mà giờ để được nhận thưởng á, thì các bạn phải đóng một cái khoản lệ phí gọi là phí bảo hiểm nè, phí vận chuyển nè, phí tổ chức sự kiện nè, phí vân vân, nhiều các loại phí lắm. Mà do các bạn ở xa, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đâu đó, đúng không? Đó, thì để thuận tiện á, các bạn mua thẻ cào điện thoại đó, thẻ cào
rồi cào cái mã số đó ra, chụp cái hình cái thẻ cào đó đó gửi qua cho nó, gửi tin nhắn hoặc là gửi Viber hoặc gửi Zalo đó, Facebook đó, Facebook Messenger đó. Đó, rồi nó cứ cuốn chỉ đưa bạn vô chiến thuật đó là phóng lao thì phải theo lao, leo lên lưng cọp. Bạn đánh lỡ nộp lần đầu là 500 1 triệu rồi thì giờ nó yêu cầu nữa thì bạn phải nộp, chứ bạn bị mất số tiền đó là sao? Với lại số tiền mà bạn đưa cho nó dù sao đi nữa nó cũng là ít hơn so với cái giải thưởng mà sẽ được nhận. Đó. Người bị hại trong vụ này chỉ biết mình bị lừa khi mà mình hết tiền, hay là có ai đó nói cho mình biết lừa rồi, bị lừa rồi đó, hoặc vô tình tiếp cận được, trong quá trình tiếp cận được cái thông tin đó mà bị lừa. Nhưng các bạn hiểu không, tội lừa đảo này nè, nó lấy mỗi người á 1 triệu 2 triệu, cao lắm là 30-40 triệu đó, thì thường á người bị hại á ít họ 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 ít đi lên trình báo lắm. Với này tôi nói hơi hơi chiều hướng là tiêu cực chút xíu, thì có những vụ á vì nó ít quá 1-2 triệu 2-3 triệu á, thì cái cơ quan tiếp nhận hoặc cái cán bộ tiếp nhận á, tôi không nói cơ quan mà tôi nói riêng cán bộ tiếp nhận đó đó, yếu tố cá nhân đó, họ cho rằng là nhỏ quá nên thái độ tiếp cận tiếp xúc với cái người bị hại đó cũng nó không phù hợp, dẫn đến cái người bị hại họ cũng không muốn trình báo đó. Mà các bạn nghĩ đi, những cái ít nhỏ 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 đó nó sẽ là một con số rất là lớn. Trước đây phòng cảnh sát kinh tế có đã phá một cái vụ án mà đối tượng tập trung nó là ở Duy Xuyên Quảng Nam đó. Tụi nó là một đám thanh thiếu niên ghiền chơi game, rồi để phục vụ cho cái việc chơi game mà tốn tiền đó thì tụi nó nghĩ ra, bày ra cái chiêu chiêu thức này để nó, vì sao nó lấy cái thẻ cào điện thoại đó, nó chỉ xài điện thẻ cào thôi, nó kêu bị hại chụp thẻ cào đó để nó lấy cái số series đó nó nạp vô game, rồi từ game đó nó bán các vật dụng trong game đó nó biến thành tiền đó. Vẫn có trường hợp tụi nó lấy tiền nhưng mà hiếm lắm, phần lớn là thẻ cào. Vì vậy giải pháp để phòng ngừa loại tội phạm này ấy, là có một vài ý như thế này nè. Đầu tiên, nếu các bạn nào xem cái clip này rồi thì các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè người thân mình, đừng trở thành người nạn nhân tiếp theo, đó là điều quan trọng lắm đó. Bởi vì cái số lượng cái đối tượng mà bọn lừa đảo nhắm đến á, cái tầng lớp đó nó nhiều người quá, nó rất là nhiều người người lao động không à. Vì chính vì người lao động, học sinh sinh viên á thì cái giá trị đó nó là một gia tài, nên thường người ta sẽ dễ dễ bị lòng tham lôi kéo, sự thiếu hiểu biết và lòng tham lôi kéo đó. Vì vậy hãy chia sẻ clip này, tôi tha thiết mong chờ các bạn thực hiện việc này, chia sẻ clip này cho bạn bè người thân mình. Rồi tiếp theo là đừng có tham, không có cái gì ai cho không ai điều gì trên đời này hết á, không có chuyện may mắn. May mắn mà trúng thưởng, các bạn không tham gia cái bất kỳ cái chương trình sự kiện nào hết mà tự nhiên các bạn may mắn trúng này hả? Không có đâu. Còn nếu mà thật sự có cái vụ may mắn đó đó, đúng không? Gọi là may mắn, các bạn nghĩ đi, thì đã gọi là may mắn thì sẽ không tốn một đồng nào cả để được nhận giải thưởng đó cả. Bạn may mắn nhận nó tặng cho bạn thì tại sao bạn phải tốn tiền? Trừ trường hợp đóng thuế thu nhập cá nhân thôi, nhưng cái thu nhập cá nhân đó là rõ nét rồi, đó bằng giấy trắng mực đen, bằng cơ quan thẩm quyền thu nhận rồi, chứ không có chuyện nạp bằng thẻ cào này để nhận thưởng, vô lý lắm. Đã may mắn thì không phải tốn tiền, mà đã may mắn thì mày đem tận tới nhà tao mày giao, chứ không có chuyện mà làm thủ tục để vận chuyển cho, không có. Đừng có tham. Đó. Rồi, viết nữa. Nếu các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh, phụ huynh có con em mình nó thường xuyên vắng nhà, nó tập trung lêu lổng chơi game, thì hãy quan tâm đến nó chút xíu để xem coi tụi nó đang hoạt động cái gì. Đó. Có phải nó chơi game, bây giờ nó chơi game mình không cho nó tiền mà nó vẫn cứ chơi game hoài hoài tiền rồi nó chơi, rồi thậm chí nó còn mua sắm đồ đạc nữa. Thì các vị hãy quan tâm đến nó một chút xíu, xem nó đang làm gì, nó có phải hoạt động phạm pháp hay không. Bởi vì nếu các vị không quan tâm chuyện này nè, khi mà đột nhiên đùng cái ngày nào đó
nó bị cơ quan chức năng bắt giữ. Các bạn nên nhớ, các vị nên nhớ, việc nó bắt giữ thì pháp luật trừng trị xử lý nó theo đúng quy định pháp luật. Nhưng người đau lòng và mất mát lớn nhất không phải là nó chỉ mất khoảng thời gian đó thôi để nhà nước giáo dục nó lên nên người. Nhưng các vị mới là người mất hết, mất một đứa con, mất tương lai của đứa con mình, mất tiền bạc để đi thăm nuôi nó, mất thời gian, mất tình cảm, mất tinh thần. Các vị là người mất nhiều hơn nó. Nó mất nhân cách thì có xã hội dạy. Hãy quan tâm tới mình, tới nó chút xíu. Đó. Tôi, Trần Đức Thuận. Nếu sau clip này, nếu có bạn bè gần xa nào có ý kiến cần muốn chia sẻ hay là có một cái đề nghị nào về cái chuyên mục nào, ý kiến nào thì cứ gửi comment dưới, Thuận sẽ giải đáp hết tất cả. Đó. Rồi, chào mọi người.